Quý vị và các bạn đang theo dõi mục điểm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay cách đây 68 năm ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến sự và lập lại hòa bình ở Đông Dương đã được ký kết. Đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử cách mạng cũng như lịch sử ngoại giao Việt Nam, đồng thời thể hiện khát vọng của Việt Nam về một nền hòa bình gắn với độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 68 năm trôi qua, thời gian càng lùi xa càng tôn vinh ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm của Hiệp định Geneva. Việc ký kết hiệp định hội nghị Geneva là một thắng lợi to lớn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên chính phủ Pháp và mỗi nước tham gia hội nghị Geneva cam kết tôn trọng chủ quyền độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, tuyệt đối không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Quân đội Pháp phải rút về nước, miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn và vững chắc cho nhân dân miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Quá trình đàm phán đi đến ký kết hiệp định Geneva 1954 đã thể lại cho cách mạng Việt Nam về bài học về nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, kiên định với nguyên tắc linh hoạt mềm dẻo về sách lược, dĩ bất biến, ứng vạn biến theo tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp với sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới, các lực lượng yêu trụng hòa bình và công lý trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là một bộ phận quan trọng cho hệ thống tổ chức của Công an Nhân dân Việt Nam, từ khi ra đời đến nay lực lượng cảnh sát nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và ngành công an chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, giữ vững trật tự an toàn xã hội của đất nước trong mọi tình huống. Nhân ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân, trên báo Hà Nội mới số giao này có bài viết phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang. Gần đây trung bình mỗi năm lực lượng cảnh sát nhân dân điều tra khám phá 50.000 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, 20.000 vụ phạm tội về ma túy, 34.000 vụ phạm tội vi phạm pháp luật về kinh tế tham nhũng, buôn lậu, môi trường, sử dụng công nghệ cao. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại án hình sự đạt trên 75%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Đặc biệt đã chủ động phát hiện điều tra xử lý nhiều vụ án kinh tế tham nhũng lớn, góp phần quan trọng vào công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Cùng với việc làm tốt công tác phòng chống tội phạm, lực lượng cảnh sát nhân dân đã tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu quản trị đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đặc biệt hai năm gần đây, hàng trăm nghìn cán bộ chiến sĩ cảnh sát đã tiên phong trên tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, góp phần cùng cả nước phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Ngay trong thời bình, máu của các chiến sĩ cảnh sát nhân dân vẫn đổ cho sự bình yên của cuộc sống. Chỉ tính riêng trong thời kỳ đổi mới đến nay, đã có gần 200 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh và hơn 1.000 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ cùng với những hy sinh xương máu còn có vô vàn những công hiến hy sinh thầm lặng để thực hiện lẽ sống cao cả, thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình. Một trong những giá trị cốt lõi đầu tiên của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Đây là nguồn gốc, là bản chất và là sức mạnh của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta. Theo đó, chủ quyền nhân dân cao hơn quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước được phái sinh từ quyền lực của nhân dân do nhân dân giao quyền ủy quyền có giới hạn và phải chịu sự kiểm soát của nhân dân. Hay nói cách khác, nhân dân là nguồn gốc của quyền lực nhà nước có trước khách quan và độc lập với quyền lực nhà nước. Chính vì thế, chủ quyền nhân dân là nguồn gốc của tính chính danh, tính hợp pháp của nhà nước. Nhà nước và quyền lực của nhà nước có được là dựa trên sự đồng thuận của nhân dân. Thông qua việc nhân dân là chủ thể của quyền lập hiến, quyền phúc quyết hiến pháp và quyền tài phản vi hiến pháp và nhân dân trực tiếp thực hiện quyền bầu cử và bãi nhiệm những người thay mặt mình nắm giữ quyền lực nhà nước. Vì thế, quyền lập hiến và quyền bầu cử là quyền cơ bản thể hiện chủ quyền của nhân dân trong mối quan hệ với quyền lực nhà nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa quyền nhân dân xuyên suốt trong tư duy lý luận và quan điểm đường lối của Đảng ta về xây dựng nhà nước từ nhà nước dân chủ nhân dân rồi nhà nước chuyên chính vô sản và hiện nay là nhà nước pháp quyền xã chủ nghĩa Việt Nam. Cốt lõi trong quan điểm về chủ quyền nhân dân là tư tưởng chính quyền thuộc về nhân dân. Gần đây người dân doanh nghiệp nhất là liên quan đến bất động sản kêu khó vay vốn ngân hàng vì bị giới hạn tăng tín dụng, từ nay được gọi là định hướng tăng trưởng tín dụng thay vì room tín dụng. Có người thắc mắc cũng lạ tiền gửi ở ngân hàng nhiều cứ đem cho vay sao lại giới hạn làm gì? Cho vay hôm nay phải nhìn đến nhiều tháng tới, năm tới để không gây ra lạm phát, giá cả tăng cao, nợ xấu, dòng tiền bị nghẽn bởi cùng máu đông, chính vì thế mới có định hướng tăng trưởng tín dụng hàng năm, quan trọng là thế nhưng lúc này định hướng tăng trưởng tín dụng càng quan trọng hơn bao giờ hết. Nhiều năm qua thế giới không chịu sức ép lạm phát. Nay thì lạm phát lù lù như sóng dữ và chúng ta đang vất vả be bờ đáp đê ngăn con sóng lạm phát gây hại cho nền kinh tế và đời sống người dân. Ngặt nỗi nếu ngân hàng nới tay cho vay nhiều hơn nhưng cũng góp phần thêm sức mạnh tăng cấp độ cho con sóng lạm phát, hiểu đơn giản là ngân hàng cho vay thêm 100 đồng, tức là đưa thêm vào nền kinh tế 100 đồng, tạo thêm sức mua làm giá cả tăng. Khi đáo hạn nếu doanh nghiệp không trả được nợ, tiền không quay về lại ngân hàng góp phần gây ra lạm phát. Mà lạm phát không xuất hiện ngay khi mở rộng tín dụng, nó mỉ từ từ mới lộ diện gọi là chế độ trễ. Nó đã bùng ra muốn kìm lại rất khó phải trả giá. Chính vì thế, nhà điều hành ở đây là ngân hàng nhà nước luôn phải tính toán kìm cương không chỉ thời gian trước mắt mà là trong vài năm tới. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu ở Việt Nam diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường, xu hướng nhiệt độ trung bình tăng, nước biển dâng cao và hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện nhiều nơi với cường độ mạnh. Để ứng phó với biến đổi khí hậu cùng với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thì ứng dụng khoa học công nghệ được coi là chìa khóa giải quyết vấn đề này. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc nhiều bộ ngành địa phương phù hợp triển khai hiệu quả các chương trình khoa học công nghệ thì việc khuyến khích doanh nghiệp tham gia nghiên cứu công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu cũng rất quan trọng. Thực tế cho thấy doanh nghiệp vừa là chủ thể chịu tác động của biến đổi khí hậu, vừa là đối tượng quan trọng trực tiếp tham gia chuyển các thách thức từ những tác động của biến đổi khí hậu thành cơ hội. Việc thu doanh nghiệp tham gia vào quá trình thực hiện các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu thời gian qua đã có những kết quả tích cực, song vẫn còn những hạn chế. Khối doanh nghiệp chưa chủ động tiếp cận thông tin về luật cũng như văn bản dưới luật. Cùng với đó, một số chính sách và luật còn xem doanh nghiệp là nhóm cần được quản lý thay vì xem họ là đối tác cùng thực hiện các sáng kiến kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu. Vì vậy, để thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong ứng phó với biến đổi khí hậu, cần cho doanh nghiệp thấy cơ hội và lợi ích khi tham gia đầu tư lĩnh vực này như ưu đãi thuế, cơ hội kinh doanh mới, tiếp cận thêm các nguồn hỗ trợ vốn bên ngoài. Bên cạnh đó, cần giúp doanh nghiệp hiểu rằng tham gia lĩnh vực này cũng là trách nhiệm xã hội. Chủ đầu tư có thể phân phối nhà ở xã hội thông qua các sàn giao dịch bất động sản nếu họ chấp nhận tự bỏ một phần nhỏ doanh thu để chi trả chi phí cho môi giới thay vì đẩy chi phí môi giới cả trăm triệu đồng về phía công nhân và người thu nhập thấp. Về câu chuyện người dân mua nhà xã hội hơn 700 triệu đồng thì mất đến 100 triệu đồng cho phí môi giới. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, người mua có thể có kiến nghị lên cơ quan quản lý về việc tại sao các sàn lại mức thu phí cao như vậy. Điều này không mang tính nhân văn chút nào. Nếu trong trường hợp chủ đầu tư nhà ở xã hội không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của người dân mà yêu cầu phải thông qua các sàn giao dịch bất động sản thì người dân cứ đến trực tiếp cơ quan nhà nước, cụ thể ở đây là sở xây dựng các tỉnh thành phố để được hỗ trợ giải quyết. Nhà nước có các chính sách ưu đãi chung đối với các chủ đầu tư nhà ở xã hội, bên cạnh đó các địa phương cũng có thêm các ưu đãi khác. Vì vậy, việc mua bán nhà ở xã hội không thể để các chủ đầu tư và các sàn tự quyết với nhau mà chính quyền địa phương phải giữ vai trò quy định lớn nhất. Từ ngày 22 tháng 7 đến 20 tháng 8, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục đào tạo. Năm nay có một số điều chỉnh nên nếu thí sinh không lưu ý các điểm mới này thì dễ mất cơ hội trúng tuyển. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Điền, phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội, thí sinh cần lưu ý ba nguyên tắc. Theo đó, được đăng ký số lượng nguyện vọng không hạn chế. Cụ thể, hãy đặt nguyện vọng yêu thích nhất hoặc có sở trường nhất của mình lên trên, không ưu tiên đưa lên nguyện vọng một hai những ngành chắc chắn đỗ. Vì như vậy sẽ làm giảm quyền lợi của thí sinh. Tiếp đến lưu ý quy chế xét tuyển của các trường có thể có những giới hạn điều kiện phụ trong đăng ký xét tuyển, tránh bỏ phí một nguyện vọng. Cuối cùng các nguyện vọng được xét bình đẳng như nhau. Nếu một nguyện vọng phía trên bị trượt sẽ không ảnh hưởng đến các nguyện vọng tiếp theo. Thí sinh cần đăng ký nguyện vọng đầy đủ 4 nội dung: mã trường, mã ngành, mã phương thức, mã tổ hợp. Nếu thí sinh đăng ký mã phương thức sai rất có thể sẽ đánh mất cơ hội trúng tuyển dù trước đó đã được nhà trường xác nhận. Tiến sĩ Hải lấy ví dụ thí sinh đã trúng tuyển vào một ngành nào đó bằng phương thức xét tuyển kết quả học bạ có mã là 200, nhưng đến khi đưa lên hệ thống của Bộ Giáo dục Đào tạo thí sinh lại viết nhầm là 100, trong khi đây là mã của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp. Từ ngày mùng 1 tháng 9, hoạt động kêu gọi và phân phối nguồn từ thiện phải mở sổ kế toán ghi chép minh bạch. Đó là một trong những nội dung được nêu tại thông tư số 41 được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội từ thiện. Thông tư 41 được coi là một bước tiếp tục hoàn thiện hoạt động từ thiện, đảm bảo quản lý sử dụng đúng mục đích. Từ ngày mùng 1 tháng 9, hoạt động kêu gọi và phân phối nguồn từ thiện phải mở sổ kế toán ghi chép minh bạch. Đó là một trong những nội dung được nêu tại thông tư số 41 vừa được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội từ thiện. Thông tư 41 được coi là bước tiếp tục hoàn thiện hoạt động từ thiện đảm bảo quản lý sử dụng đúng mục đích. Lâu nay vấn đề tiếp nhận và phân phối nguồn từ thiện được xã hội rất quan tâm. Để hoạt động này đi vào nền nếp đúng pháp luật, ngày 7 tháng 10 năm 2021, chính phủ đã ban hành nghị định 93 về vận động tiếp nhận phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Theo ông Nguyễn Quang Đồng, Viện nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông, thì trong bối cảnh hiện nay nên chia những cá nhân quyên góp làm từ thiện thành hai nhóm. Thứ nhất là những người cố tình ăn chặn từ thiện thì cần xử lý hình sự. Trường hợp thứ hai, họ quyên góp từ thiện nhưng do so lỗi kỹ thuật, thiếu kinh nghiệm, như phát trùng tiền ủng hộ tại các địa phương thì không nên truy tố. Cơ quan quản lý nên khuyến khích cá nhân làm từ thiện chuyên nghiệp hơn. Mục điểm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.